đồ ăn của căng tin các trường đại học thì sẽ như thế nào? Đầu tiên sẽ là cái trường mà ngày xưa mình học ha, Đại học Sài Gòn. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Đây là cái căng tin của trường Đại học Sài Gòn ha. Đó, mình đã nhìn thấy ở kia là có ăn sáng với cơm trưa rồi. Xem rồi ăn cơm bún phở kiểu như nào nhé. Cái đồ ăn ở đây thì mình ăn này sẽ được những cái phiếu như thế này ha. Tên món ăn luôn. Giấc mình ăn đây thì các bạn sinh viên ăn hết rồi. Mình kiếm căn cái giờ này cho nó đỡ đông, mọi người quay đỡ ngại. Thì bây giờ đồ ăn cũng hết khá nhiều rồi. Mình thấy ở đây xíu mại với lại canh xương này, gà. Với lại một vài món gì nữa nó khá ít. Thế là mình lấy đại luôn nhé. Mấy cái món mà thường quán bán thì nó ở trên đây hết rồi. Đấy. Thì đây là khu vực tương tiếc, nước mắm, các loại gia vị. Nhưng mà mọi người thích lấy thì cứ lấy ở đây. Đũa tiếc là lấy ở đây luôn. Thì bây giờ là mình lấy 3 phần ăn nhé. Đây là một cái phần bún bò. Đây là cái phần bún nem. Kêu bún thịt nướng nhưng mà hết mất rồi. Và một cái phần cơm. Mình nhớ không nhầm thì hồi trước là có cả canh nhưng mà sao bây giờ canh đâu mất tiêu à? Có thể là do mình tới muộn quá nên là hết canh nhé mọi người. Cái này thì mình không trách được. Nhưng mình nhớ là hồi trước là có đấy. Bún nem của cái căng tin trường mình nó tầm khoảng tầm 2 cây nem cắt ra mọi người. Có ít rau, cũng không có gì gọi là quá đặc biệt, đúng nghĩa là bún nem luôn, nó chỉ có nem thôi. Thử cái nem này thì mình thấy ăn giống những cái nem mà mình hay mua ở chợ mà mình làm món cho mọi người xem ấy, cũng giống vậy thôi. Cái cơm này nếu như mà mình ăn nhiều cơm thì mình có thể kêu các bạn ở trong khu vực quầy kia, bạn múc nhiều cơm cho mình, và dĩ nhiên là không có thêm tiền ha. Rau và cái canh thì mình nghĩ là bình thường sẽ có. Bạn nào học ở Đại học Sài Gòn thì confirm lại cho mình xem là có canh không nhá. Có thể là nay mình đi ăn trễ quá, thành ra là nó bị hết mất rồi. Thì đây là một phần bún bò 30k ở trong căng tin ha. Chúng ta sẽ có được 3 miếng chả, được 1, 2, 3, 4, 5, được 5 miếng thịt. Và rau riết các kiểu ở đây thì được trụng và để sẵn ở trong đây luôn rồi. Vừa nãy mình cũng đang thắc mắc là tại sao không có đĩa rau thì ok mọi người trụng luôn cho mình rồi. Thì về cái món bún này thì thực sự là mình không đánh giá cao lắm. Theo khẩu vị của mình thì mình thấy nó chưa được gọi là ngon. Nó hơi bị nhạt nhòa cái mùi bò ấy. Về cái bò biết các kiểu thì ok, nấu thơm thì cũng mềm, ăn được rồi. Nhưng mà cái nước dùng thì mình không đánh giá cao lắm. Xíu mại trong nhân chứng mọi người. Thế cái cơm này nó là kiểu cơm gạo nở thôi mọi người. Cái hạt cơm này cũng giống cơm quán, không phải là cơm dẻo cái kiểu gì đâu. Cơm này thì mình ăn hơi khô nhưng mà cũng không sao cả. Mình ăn quán thì đôi khi cũng có những mẻ mình ăn bị khô lắm, nhưng mà có mẻ nó ok. Nên cái cơm này mình du di cho qua luôn đấy. Với cái xíu mại cái kiểu này thì mình ăn khá là vừa miệng mình rồi. Với đồ ăn căng tin này mình thấy nó cũng bình thường. Về cái bún biếc thì không đánh giá cao lắm. Ok, bình thường. Thì mấy cái đồ ăn ở đây thì mình không để đây ha. Ăn xong cái tôi sẽ cầm khay khiếc kiểu sang bên kia dọn. Mình vừa mới hỏi một bạn sinh viên xong. Hồi trước mình ăn ở đây thì là để đây rồi sẽ có thể dọn, nhưng mà bây giờ thì chắc là thay đổi rồi. Cái không gian canteen của nó sẽ như thế này, khá là thoáng, cũng ngồi được khá là đông người nữa. Hơi nóng một tẹo do là thời tiết ở Sài Gòn mà nó bị nóng. Đây sẽ là một cái bữa cơm ở canteen trường Đại học Sài Gòn ha. Tôi tò mò, bạn cũng thế.